Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước vừa ký các quyết định xuất cấp lương thực, vật tư, trang thiết bị, hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Theo đó, tỉnh Phú Thọ được hỗ trợ một bộ xuồng cao tốc loại DT2, 3 bộ máy phát điện loại 50 kV/A, 1.123 chiếc phao áo cứu sinh, 445 chiếc phao tròn cứu sinh, 10 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ thiết bị khoan cắt, 2 bộ máy khoan phá bê tông, 2 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ, thiết bị phóng dây mồi. Về hóa chất khử khuẩn, Phú Thọ được cấp 100.000 viên. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu số lượng lương thực, trang thiết bị, hóa chất khử khuẩn khắc phục hậu quả bão số 3 phải được sử dụng kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích. Thưa quý vị, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ngập úng trên diện rộng tại các địa phương thuộc huyện Hạ Hòa, trong đó xã Đan Thượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 1.000 hộ dân bị ngập. Sau khi nước rút, người dân nơi đây đã chủ động dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để trở lại cuộc sống thường ngày. Nước sông Thao dâng kèm theo mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 đã làm ngập úng nhiều nhà cửa, làm hư hỏng nhiều đồ đạc của hàng nghìn hộ dân xã Đan Thượng. Giao thông chia cắt, mất thông tin liên lạc. Khi nước rút, lượng lớn bùn đất, rác thải đã đọng lại trong nhà cửa của người dân. Sau 4 ngày bị ngập, nước rút đến đâu, nhà chị Loan và nhiều gia đình khác đã dùng chổi, cuốc, xẻng để khoáng bùn trôi theo dòng nước, hạn chế lượng bùn lắng trong nhà và sân vườn. Kinh nghiệm thì sau khi mà ngập xong thì nước khi nước sắp rút ạ, thì bọn em thường là ngoáng chổi hoặc ngoáng bùn lên, xong rồi nước ra đến đâu thì mình đẩy bùn ra đến đấy. Chứ nếu không mà có những chỗ mà không kịp đẩy ra thì lúc là bùn nó lên cao, dọn rất là vất vả. Anh em là đến là cũng hỗ trợ nhau là làm đường rồi quét dọn, lúc nước nó xuống là cũng quét dọn tất cả, là vì hiện bây giờ là cũng ổn định rồi. Thì là bây giờ chỉ còn là xem là ruộng nương cái ruộng nào mà nó cảm thấy nó hồi phục được thì anh em là cố gắng thôi. Để giúp người dân vùng rốn lũ Đan Thượng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Điện lực Hạ Hòa đã huy động nhân lực sửa chữa, khắc phục sự cố. Đến ngày 15 tháng 9, cơ bản người dân của xã Đan Thượng đã được cấp điện trở lại. Điện lực khuyến cáo người dân sử dụng điện an toàn, tránh bị điện giật, bởi nguy cơ chập điện rất dễ xảy ra khi nhà bị ngập úng, môi trường bị ẩm ướt. Điện thì hiện nay đã có hết rồi, nhưng mà chỉ có một số nhà ngập là người ta cắt đi thôi. Không có một số anh em thanh niên đến hộ cho những cái nhà ngập sâu. Thế còn những cái nhà nhỏ lẻ thì mình tự làm, cũng tương đối ổn định rồi. Người dân chúng tôi sau lũ là rất mong muốn là Đảng và Chính phủ nhà nước là lo cho chúng tôi là có được điện nước đầy đủ và những gạo lúa để ăn trong cái thời gian sau lũ. Hiện nay trên địa bàn huyện Hạ Hòa vẫn còn 228 hộ dân với 910 nhân khẩu bị chia cắt tại 15 vị trí thuộc 3 xã Đan Thượng, Tứ Hiệp và Hiền Lương. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã vào cuộc và huy động sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân để cung ứng đủ nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, nước uống cho người dân. Ngay sau khi nước rút, huyện sẽ hỗ trợ người dân sơ tán trở về nơi ở cũ. Các hộ dân triển khai các biện pháp khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường ở các khu vực bị ngập để sớm ổn định cuộc sống. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Trên địa bàn tỉnh, bão số 3 đã làm 2.000 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn vỡ, 213 lồng cá bị chìm vỡ, trong đó 25 lồng tại thành phố Việt Trì, 24 lồng tại huyện Thanh Thủy, 31 lồng tại huyện Phú Ninh, 133 lồng tại huyện Đoan Hùng. Để giúp người nuôi cá lồng bị thiệt hại do bão lũ, tỉnh Phú Thọ đề nghị Trung ương hỗ trợ người dân, Ngân hàng Nhà nước quan tâm chỉ đạo hệ thống ngân hàng có giải pháp xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi để người nuôi cá lồng trên sông Lô, sông Đà phục hồi sản xuất. Các hộ tiến hành vớt và có phương án xử lý số cá bị chết, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Khi nước rút, các chủ lồng cần kiểm tra, gia cố lồng nuôi, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết về tình hình mưa lũ và việc xả lũ của các hồ đập thủy điện, chủ động thu hoạch khi cá đủ kích cỡ để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông vào chiều và tối. Những điểm mưa to xuất hiện cả ở đồng bằng và vùng núi.
có nơi mưa cục bộ với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi hơn 200mm. Cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp đô thị. Vì sau trận mưa lũ lịch sử, địa hình đất tại đây đã bị thay đổi nhiều. Cùng với đó, việc mưa liên tiếp nhiều ngày đã khiến đất bị bão hòa, nên những vụ sạt trượt đất có khả năng cao sẽ tiếp diễn. Người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời. Các vùng núi khác cũng hết sức cẩn trọng vì mức cảnh báo có thể thay đổi rất nhanh. Từ ngày 2 tháng 9 năm 2024, quyết định số 10 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, mức vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội được nâng lên tối đa đến 50 triệu đồng cho hai công trình nước sạch và vệ sinh, thay vì chỉ 20 triệu đồng như trước đây. Người dân nông thôn phấn khởi trước chính sách mới, góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn, cải thiện nước sạch trong sinh hoạt và các công trình vệ sinh. Nếu như trước đây, người dân cư trú tại các xã vùng nông thôn được thụ hưởng chính sách ưu đãi này, thì theo quyết định số 10, bà con sống tại thị trấn cũng được vay vốn xây mới, nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh. Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng một loại công trình khách hàng, lãi suất cho vay 9% một năm. Nắm được điểm mới này, gia đình anh Nguyễn Ngọc Phương ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao nhanh chóng làm thủ tục vay và được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân kịp thời. Ngân hàng tạo điều kiện cho vay mức tối đa là 50 triệu. Thì thủ tục về cán bộ ngân hàng tạo điều kiện làm rất nhanh gọn. Thì tôi dự định kiến là sẽ sau đợt mưa bão này tôi sẽ khởi công công trình. Thị trấn Lâm Thao lần đầu tiên chúng tôi được tiếp cận cái nguồn vốn nước sạch và môi trường. Thì chúng tôi đã về phổ biến tuyên truyền với tổ viên trong cái tổ tiết kiệm vay vốn. Thì bà con rất phấn khởi, mong muốn là nhiều người được tiếp cận với cái nguồn vốn này. Bởi vì là cái công trình nước sạch và vệ sinh môi trường là rất là quan trọng. Tại huyện Lâm Thao, hiện có gần 4.200 khách hàng còn dư nợ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với tổng số tiền trên 78 tỷ đồng. Trong đó, doanh số cho vay theo quyết định số 10 là hơn 5,5 tỷ đồng với trên 110 hộ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tranh thủ tối đa nguồn vốn bổ sung để giải ngân cho vay, chú trọng cho vay, nâng mức vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Thao đã báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với tổ chức hội nhận ủy thác trên địa bàn, tuyên truyền để những cái điểm mới của chương trình và đồng thời cũng rà soát cái nhu cầu vay vốn của người dân. Thì trong cái thời gian tới thì phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Lâm Thao cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền và đáp ứng cái nhu cầu vay vốn của người dân, góp phần nâng cao đời sống của người dân ở trên địa bàn cũng như là xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Việc Thủ tướng Chính phủ nâng mức vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được người dân hoan nghênh bởi phù hợp với chi phí hiện nay. Điều này góp phần giúp người vay có đủ kinh phí để thực hiện xây dựng, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt cũng như công trình vệ sinh đạt chuẩn. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ đầu năm đến nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã nỗ lực thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ngân hàng ATM vẫn ở mức thấp, mới đạt gần 30%, khiến việc chi trả gặp nhiều khó khăn, làm chậm quá trình chuyển đổi số. Tại buổi phát lương hưu hàng tháng, vẫn có rất đông người dân đến nhận tiền mặt, chứ không nhận tiền lương hưu qua tài khoản ATM. Lý do được họ đưa ra đó là ngại dùng tài khoản ngân hàng vì sợ yếu tố bảo mật hoặc bất tiện khi phải chuyển khoản trên điện thoại. Trong khi đó, tiện ích của việc nhận lương hưu qua thẻ ATM rất rõ ràng như không xảy ra tình trạng chậm lương, việc chuyển tiền vào tài khoản an toàn. Nhận tiền lương hưu qua thẻ thì tôi thấy rất là tiện bởi vì cứ đến ngày phát lương hưu là tiền đã thấy chuyển về tài khoản. Tránh được những cái rủi ro, ví dụ như là mình có thể mình ra lĩnh tiền làm rơi, sơ ý làm rơi hay là mất mát. Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh tuyên truyền trong nhiều năm qua. Không chỉ đem lại lợi ích cho người dân, phương thức này còn giúp công việc của những cán bộ ngành bảo hiểm bớt áp lực, tránh nhiều sai sót. Khi mà phát lương thì cũng đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì thực hiện là việc mà nhanh chóng tiền sẽ đến cho người dân
Đấy, thứ nhất, cái thứ hai là cái không phải là xác minh cũng như là cái tiền mà thiếu của người dân. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, việc giải quyết chế độ chính sách về bảo hiểm trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện 100% qua giao dịch điện tử. Đối với chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, hiện tỉnh Phú Thọ đạt gần 30%, dự kiến sẽ tăng lên 32% trong năm nay. Tuy nhiên điều này hết sức khó khăn, đòi hỏi ngành bảo hiểm xã hội phải có giải pháp đồng bộ. Bảo hiểm xã hội phối hợp với lực lượng công an là nòng cốt, cũng như Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền để thực hiện vận động người dân tham gia thanh toán không dùng tiền mặt, để có tiến tới là chi trả lương hưu là thông qua là thẻ ATM chứ không chi trả bằng tiền mặt nữa. Do tỷ lệ người nhận tiền qua thẻ ATM trên địa bàn tỉnh đạt thấp, mới chỉ gần 30%, nên thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chuyển sang đăng ký nhận tiền qua tài khoản, góp phần giảm chi phí xã hội, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội và cả nước. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.